Có việc cháu không làm đâu. Từ từ đã nào, từ từ đã. Từ ngày nhìn rượu đến giờ ấy, tính lại đâm mày ngáo ấy. Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Tính cháu nó chỉ cục thôi, chứ nhà không nuôi lươn. Bác bảo cháu lươn lẹo, nó tổn thương đấy. Mày biết tính bác rồi đấy, khẩu xà tâm phật. Mày không giúp bác thì bác biết trông cậy vào ai? Thằng Hiếu nhà bà nó vụng, nhưng mà được cái thương bà lắm. Này, cục mịch thế thôi, nhưng mà tốt tính lắm. Tốt quá thì người ta bắt nạt đấy bà. Mấy cái thằng cháu nhà họ Vũ ấy, cứ được đằng chân lên đằng đầu thôi. Hôm nào cháu khuyên bảo nó cho bà được không? Chứ thằng ấy ngang như cua ấy, bà nói chả được. Dạ, cháu mời bà. Ừ, bà xin. Bánh trưng ngon. Này, thằng Hiếu nhà bà cũng nhịn của nếp lắm. Này, thôi vào đi. Em về đi rồi anh bảo. Thì cứ vào đi rồi người ta về. Em về đi rồi anh vào. Thì cứ vào đi. Như trẻ con rồi. Nhà người ta đây rồi, vào cũng vào chả được. Cứ nghe lời như thế có phải ngoan không? Chiều em sẽ qua chợ mua ít đồ, rồi nấu nồi bún bung. Bà thích ăn món đấy lắm. Ừ. Thôi vào đi. Em về đi rồi anh bảo. Thì cứ vào đi rồi người ta về. Em về đi rồi anh vào. Thì cứ vào đi. Như trẻ con rồi. Nhà người ta đây rồi, vào cũng vào chả được. Lại đây. Làm gì? Đấy. Phấn khởi quá nhỉ. Chân trống kìa. Đi cẩn thận đấy. Cười ít thôi.